Tin tổng hợp ngày 4 tháng 4. Chính quyền Biden cân nhắc không gọi những kẻ khủng bố là khủng bố nếu họ ngừng bắn hỏa tiễn vào các con tàu. Những kẻ khủng bố Hamas yêu cầu ngừng bắn và Israel rút quân khỏi Gaza. Tàu chở hàng từ Nga đến Hoa Kỳ bị giữ lại ở cảng của Đức. Cập nhật động đất tại Đài Loan, số thương vong tiếp tục tăng. Israel cảnh giác với các cuộc tấn công trả đũa của Iran trên khắp Trung Đông sĩ quan cấp cao Ukraine cảnh báo nguy cơ tiền tuyến sụp đổ. Phân tích vì sao Ukraine có thể bắn hạ hỏa tiễn siêu thanh mới của Nga. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp ngày 4 tháng 4 của DKN News, sau đây là nội dung bản tin. Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư rằng chính quyền Biden đang xem xét loại bỏ cách gọi khủng bố đối với một nhóm khủng bố Hồi giáo trong nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông thông qua các biện pháp ngoại giao. Houthis, một tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại Yemen, đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái nhắm vào các tàu vận tải thương mại cũng như lực lượng Mỹ và Liên minh ở Biển Đỏ trong những tháng gần đây để hỗ trợ cho Hamas một nhóm khủng bố khác hiện đang hoạt động chiến tranh với Israel. Theo Bloomberg, mặc dù Houthis hiện được liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt SDGT của Hoa Kỳ, nhưng chính quyền của ông Biden sẽ xem xét loại bỏ Houthi khỏi danh sách nếu nhóm này tạm dừng các cuộc tấn công trong khu vực. Tim King, đặc phái viên của chính quyền Biden tại Yemen, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ tư Hy vọng của tôi là chúng ta có thể tìm thấy những lối rẽ ngoại giao để tìm cách xuống thang và cuối cùng cho phép chúng tôi rút lại chỉ định và tất nhiên là chấm dứt các cuộc tấn công quân sự nhằm vào khả năng quân sự của Houthis. Chính quyền Biden đã thay đổi quan điểm của mình về người Houthis trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Nhóm Houthi đã bị loại khỏi danh sách chỉ định khủng bố của Hoa Kỳ ngay sau khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021 với lý do lo ngại về những tác động nhân đạo mà nó có thể gây ra đối với Yemen. Chính quyền của ông Biden đã đưa lực lượng Houthi vào danh sách SDGT vào hồi tháng 1 sau một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu phương Tây ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, họ không thuộc tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định FTO. Nhận xét của Lander King hôm thứ Tư rằng chính quyền của ông Biden có thể loại bỏ danh sách SDGT của Houthi một lần nữa thể hiện một cách tiếp cận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột với những kẻ khủng bố Houthi thông qua ngoại giao. Chính quyền của ông Biden thừa nhận rằng những nỗ lực của họ nhằm bảo đảm vị trí quân sự phòng thủ ở Biển Đỏ không có tác dụng cũng như không ngăn được các cuộc tấn công của Houthis. Người Houthis đã không ngừng các cuộc tấn công của họ ngay cả khi một số nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông đã làm theo lệnh của Tehran. Mặc dù người Houthis nhận được tài trợ, thiết bị và thông tin tình báo từ Iran, nhóm khủng bố này hoạt động độc lập hơn so với phần còn lại của mạng lưới ủy nhiệm khủng bố của Iran. Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh hôm thứ Tư cho biết phong trào khủng bố của ông trong cuộc chiến với Israel đang tuân thủ yêu cầu ngừng bắn ở giải Gaza, bao gồm cả việc Israel rút quân. Các quan chức Israel đã đến Ai Cập vào đầu tuần này trong một nỗ lực mới nhằm đạt được một thỏa thuận. Nhưng một quan chức Palestine thân cận với các nỗ lực hòa giải cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá. Hanye nói trong bài phát biểu trên truyền hình nhân ngày al Jerusalem, Chúng tôi cam kết thực hiện các yêu cầu của mình, ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ và toàn diện quân Israel ra khỏi giải Gaza, đưa tất cả những người di tản trở về nhà của họ, cho phép mọi viện trợ cần thiết cho người dân của chúng tôi ở Gaza, xây dựng lại, dỡ bỏ phong tỏa và đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Cuộc trao đổi mong đề cập đến sẽ là việc thả các tù nhân Palestine hỏi nhà tù của Israel để đổi lấy các con tin Israel bị phiến quân ở Gaza bắt giữ kể từ cuộc tấn công chết người do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel. Israel cho biết họ chỉ quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để giải thoát con tin. Hamas nói họ sẽ thả con tin chỉ như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh. Theo thủ tướng Benjamin Netanyahu, quân đội Israel có kế hoạch tiến vào Rafah ở cực nam Gaza, nơi 1,5 triệu người đang trú ẩn. Một nguồn tin yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề cho biết, Hamas muốn dân chúng có thể quay trở lại miền Bắc. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Hamas và người Israel đang gây khó khăn cho họ về vấn đề đó. Người Israel không muốn họ, những người Palestine, có quyền tự do đi lại. Nguồn tin cho biết thêm về một điểm khúc mắc: Liệu các tù nhân Palestine bị kết án trung thân có được trả tự do hay không? Hamas muốn hàng trăm người bị giam giữ lâu năm được trả tự do. Phát biểu tại Khan Yunis ở phía nam giải Gaza, nơi Israel thực hiện một trong những vụ oanh tạc nặng nề nhất trong nhiều tuần, tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết các lực lượng sẽ gây áp lực mạnh hơn nhiều nhất có thể ở Gaza nhằm ảnh hưởng tới cuộc đàm phán thả con tin. Tàu chở hàng đi từ Saint Petersburg, Nga đến Hoa Kỳ đã bị giữ tại Rostock, cảng ban tích lớn nhất của Đức trong nhiều tuần sau khi uranium và gỗ bị trừng phạt của Nga được tìm thấy trên tàu. Ngày 4 tháng 4, báo Osset Dây tung của Đức đưa tin rằng Atlantic Navigator 2, một con tàu dài 633 feet, mang cờ quần đảo masan khởi hành từ xanh Petersburg đã buộc phải ghé cảng vào ngày 4 tháng 3 do chân vịt của nó bị hư hỏng. Sau khi kiểm tra, các đại lý hải quân Đức đã giữ tàu vì phát hiện ra rằng nó đang vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt trị giá 40 triệu euro, bao gồm gỗ bạch dương và uranium. Các quan chức hải quan cho biết số gỗ này đến từ các nhà máy gỗ của một nhà tài phiệt người Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận đối với gỗ của Nga nhằm đáp lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và con tàu chở hàng sẽ vẫn ở cảng Rostock cho đến khi có thông báo mới. Hồi tháng 3, Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra đối tác ở châu Âu cho biết, bất chấp các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow, hàng tấn gỗ của Nga vẫn tiếp tục xâm nhập trái phép vào thị trường EU. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô. Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo là những thông tin về trận động đất mạnh 7,2 độ Richter rung chuyển Đài Loan vào sáng ngày 3 tháng 4. Tính đến 22 giờ tối cùng ngày, giới chức Đài Loan cho biết trận động đất đã khiến 9 người thiệt mạng, 1011 người bị thương, 143 người bị mắc kẹt và hàng chục tòa nhà bị hư hại. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều ở vùng miền núi Hoa Liên, gần tâm trấn của trận động đất. Ngoài ra, lực lượng phòng không Đài Loan cho hay 6 chiến đấu cơ F-16 đã bị hư hại nhẹ, nhưng họ dự kiến số máy bay này sẽ sớm quay trở lại hoạt động. Theo ông Ngô Kiện Phú, Giám đốc Trung tâm Địa chấn thuộc Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Bắc, trận động đất được cảm nhận trên khắp Đài Loan. Ông nói đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm kể từ trận động đất năm 1999, đồng thời cho biết thêm chính quyền không loại trừ khả năng sẽ có những cơn rung chấn tiếp theo trong 3 ngày tới. Trung tâm Địa chấn của Cơ quan Quản lý Thời tiết Đài Loan CVA cho biết tâm trấn của trận động đất nằm ở Thái Bình Dương, cách tòa nhà hành chính Hoa Liên 25 km về phía Nam, Đông Nam, ở độ sâu 15,5 km. Cựu Giám đốc Trung tâm Địa chấn CVKA Quách Khải Văn mô tả trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vào sáng ngày 3 tháng 4 có năng lượng tương đương với khoảng 32 quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Hiện các nhân viên cứu hộ Đài Loan vẫn đang nỗ lực giải cứu những người còn đang mắc kẹt và dọn dẹp các đống đổ nát do trận động đất gây ra. Cũng liên quan đến trận động đất mạnh ở Đài Loan, chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết sau khi trận động đất xảy ra, họ đã chỉ đạo văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt để nắm bắt thông tin kịp thời ứng phó tình hình. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong của người Việt ở Đài Loan trong trận động đất này. Bộ Ngoại giao cũng cho biết họ đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và Philippines sẵn sàng chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân sau khi chính quyền các nước này đã phát cảnh báo sóng thần. Theo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, Đài Loan là thị trường lao động được nhiều người Việt Nam sang làm việc chỉ sau Nhật Bản. Hiện có khoảng 258.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan. Riêng năm 2023, có 58.620 lao động sang Đài Loan. Tại Trung Đông, Israel đang cảnh giác trước các đòn trả đũa của Tehran sau khi một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện đã phá hủy lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, giết chết 7 người, trong đó có hai tướng Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 4, đưa tin rằng Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của nước này, cơ quan ra quyết định quan trọng đã họp vào cuối ngày thứ hai và quyết định về phản ứng bắt buộc đối với cuộc tấn công. Báo cáo cho biết cuộc họp do Tổng thống Ebrahim Raisi chủ trì nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Israel đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Iran, quốc gia hỗ trợ các nhóm chiến binh chống lại Israel ở Gaza và dọc biên giới với Liban. Cuộc tấn công hôm thứ Hai ở Damascus báo hiệu sự leo thang vì nó tấn công vào cơ quan ngoại giao của Iran. Không rõ liệu Iran sẽ tự đáp trả hay sẽ tiếp tục dựa vào các lực lượng ủy nhiệm, bao gồm lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban và phiến quân Houthi ở Yemen. Dana Shrun, cựu quan chức hàng đầu về chính sách Trung Đông của Ngũ Giác Đài, hiện đang làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington, nói với The Washington Post rằng cuộc tấn công hôm thứ Hai vào Damascus là một sự leo thang đáng kể và có nguy cơ đẩy khu vực vốn đã bất ổn vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Về phần mình, Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khẳng định mục tiêu là một tòa nhà quân sự. Đây không phải là lãnh sự quán và đây không phải là đại sứ quán. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói với CNN. Các chuyên gia cho rằng sự trả đũa dưới hình thức tấn công trực tiếp của Iran vào Israel khó có thể xảy ra, vì điều này có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến trong khu vực. lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk mà quân đội Nga sử dụng làm hậu cần. Vụ tấn công được tiến hành bằng robot cảm tử Raten-S. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, ông Mikhailo Fedorov, cho biết trên mạng xã hội X ngày 3 tháng 4, lực lượng phòng thủ đã cho nổ tung một cây cầu ở khu vực Bakhmut bằng robot, làm phức tạp thêm công tác hậu cần của quân đội Nga. Theo ông Fedorov, Raten-S là vũ khí không người lái trên mặt đất được phát triển bởi Brave One. Nó được quân đội Ukraine sử dụng như đầu đạn di động có thể vận chuyển mìn chống tăng. Raten S hoạt động từ xa cho phép người điều khiển từ một vị trí an toàn có thể loại bỏ xe tăng hoặc hầm đào của đối phương. Một số sĩ quan quân đội Ukraine đã đưa ra đánh giá u ám về tình hình trên thực địa khi Nga đang chiếm thế thượng phong. Các sĩ quan cấp cao từng phục vụ dưới quyền của Tổng tư lệnh bị lật đổ, tướng Valery Zaluzny, nói với Politico rằng có nguy cơ rất lớn tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào mà Nga chọn tập trung tấn công. Họ cảnh báo Nga hiện đang tập trung nguồn lực và sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khoảng tháng 8 hoặc có thể sớm hơn. Các sĩ quan cũng nói Nga có thể sẽ xuyên thủng tiền tuyến và đánh sập nó ở một số nơi. Phát biểu ẩn danh, các sĩ quan này đã chỉ trích tốc độ và quy mô viện trợ của phương Tây, nhưng cũng thừa nhận Ukraine đã mắc sai lầm trên chiến trường. Một sĩ quan nói, không có gì có thể giúp Ukraine bây giờ vì không có công nghệ thực sự nào có thể bù đắp cho Ukraine về số lượng lớn quân đội mà Nga có thể sẽ tấn công chúng tôi. Chúng tôi không có những công nghệ đó và phương Tây cũng không có đủ số lượng. Viên sĩ quan này cho rằng chỉ có sự kiên cường của Ukraine và những sai sót của các chỉ huy Nga mới có thể thay đổi tình hình mặc dù họ không muốn dựa vào những sai lầm của Nga. Nói về vũ khí của phương Tây, một sĩ quan cho biết Zaluzny thường gọi nó là cuộc chiến chỉ có một lần. Điều đó có nghĩa là các hệ thống vũ khí nhanh chóng bị Nga phản công. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng thành công hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và SCALP do Anh và Pháp cung cấp. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, người Nga luôn học tập, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này viên sĩ quan kêu gọi người dân đừng tin vào sự cường điệu về việc Nga chỉ ném quân vào máy xay thịt để tàn sát. Tất nhiên, họ cũng làm điều đó, tối đa hóa hơn nữa các tác động của số lượng vượt trội, nhưng họ cũng học hỏi và cải tiến. Các sĩ quan cũng cho rằng Ukraine không có đủ quân ở tiền tuyến. Chính quyền Ukraine lo ngại về hậu quả chính trị tiềm ẩn của các biện pháp huy động quân và Tổng tư lệnh mới của nước này tuần trước cho biết rằng Kyiv sẽ không cần nhiều quân như suy nghĩ trước đây. Tuy nhiên, các sĩ quan cho biết không phải vậy và có một cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra ở Ukraine vì vấn đề này. Giá dầu tăng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga. Cuộc tấn công vào cơ sở Taneco ở tỉnh Tatarstan dường như là cuộc tấn công sâu nhất của Kyiv vào lãnh thổ Nga kể từ khi nước này xâm chiếm Ukraine hơn hai năm trước. Cuộc tấn công hôm thứ Ba đã gây ra một đám cháy và phải mất khoảng 20 phút mới dập tắt được. Không có thiệt hại lớn cho địa điểm hoặc thương tích được báo cáo. Tuy nhiên, nó đủ để gây ra mối lo ngại từ các nhà đầu tư, giúp đẩy giá dầu thô Brent lên trên 89 đô la một thùng vào sáng thứ Tư ngày 3 tháng 4, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Nhà máy lọc dầu này cách Ukraine gần 800 dặm, tương đương 1.287 km về phía đông, có công suất sản xuất khoảng 340.000 thùng dầu mỗi ngày. Một nguồn tin tình báo Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nga tuyên bố NATO đã quay trở lại tư duy chiến tranh lạnh. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova, mối quan hệ giữa Moscow với NATO đã quay trở lại môi trường chiến tranh lạnh. Liên minh quân sự phương Tây sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập trong tuần này. Bà Zakharova cho biết NATO không có chỗ đứng trong thế giới đa cực mà Nga cho biết họ đang tìm cách xây dựng để chấm dứt sự thống trị của Mỹ, đồng thời cho rằng lịch sử của tổ chức này đầy những cuộc phiêu lưu hung hãn, gây chiến tranh và hủy diệt cho nhiều quốc gia. Bà Zakharova nói thêm rằng ngay kỷ niệm của NATO không có lý do gì để ăn mừng. Khi Tổng thống Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, ông Vladimir Putin đã nói rằng ông muốn ngăn chặn NATO mở rộng về phía đông. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc xâm lược đã có tác dụng ngược lại vì nó đã khiến NATO có thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và phái đoàn phải đi ô tô từ Paris đến Bruxelles để dự cuộc họp NATO sau khi phi cơ của họ gặp sự cố. Theo truyền thông Mỹ, chiếc phi cơ của không quân Mỹ mà Ngoại trưởng Antony Blinken và phái đoàn sử dụng trong chuyến thăm Pháp tuần này là mẫu cũ của Boeing 737 được chuyển đổi để sử dụng cho quan chức chính phủ. Phi cơ gặp sự cố máy móc ngày 3 tháng 4 khiến Ngoại trưởng Mỹ phải thay đổi phương thức di chuyển. Quãng đường từ Paris đến Bruxelles khoảng 305 km, Ngoại trưởng Blinken đến Pháp tuần này để tham dự loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Trong ngày 3 tháng 4, ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và thăm nhà máy sản xuất vũ khí Nexter ở Versailles. Hồi tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ tới Davos, Thụy Sĩ để tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tuy nhiên, chiếc phi cơ chuẩn bị đưa ông trở lại Washington gặp sự cố máy móc. Truyền thông cho biết đó là chiếc Boeing 737. Không quân Mỹ sau đó phải điều động máy bay khác từ Bruxelles để đưa Ngoại trưởng Mỹ về nước. Nga nói lệnh trừng phạt mới của Hàn Quốc không thân thiện và sẽ đáp trả. Ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, Nga coi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc đối với các cá nhân và tổ chức của Nga là một động thái không thân thiện và sẽ đáp trả theo cách thích hợp. Theo Reuters, bà Zakharova nói trong cuộc họp báo rằng, đây là một động thái không thân thiện của Seoul và vô cùng đáng tiếc. Việc áp đặt, tôi nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp sẽ có tác dụng tiêu cực đến quan hệ với Nga. Bà Zakharova nói thêm, Nga đang phát triển một quan hệ láng giềng tốt đẹp với Triều Tiên, thân thiện theo các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế mà không gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Trước đó, một ngày, Hàn Quốc thông báo họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tàu Nga mà nước này cho rằng chở hàng hóa quân sự tới Triều Tiên. Seoul cũng cho biết họ đã trừng phạt hai tổ chức của Nga và hai công dân Nga có liên quan đến các chương trình hạt nhân và hòa tiễn của Bình Nhưỡng mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã được tăng cường sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới vùng Viễn Đông của Nga vào năm ngoái. Tuần trước, Nga đã phủ quyết việc gia hạn thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên về các chương trình vũ khí hạt nhân và hòa tiễn đạn đạo của nước này. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên, Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Phân tích vì sao Ukraine có thể bắn hạ hỏa tiễn siêu thanh mới của Nga. Ngày 25 tháng 3, Ukraine công bố báo cáo chiến tranh cho biết họ đã đánh chặn hai hỏa tiễn siêu thanh Zikon của Nga. Hỏa tiễn siêu thanh Zikon là loại vũ khí vừa được đưa vào sử dụng ở Nga. Nghe nói tốc độ của nó đạt tới Mach 9, nghĩa là gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Vậy đặc điểm của loại vũ khí này là gì và việc bị bắn hạ lần này có ý nghĩa gì? Chuyên gia các vấn đề quân sự gốc hoa Chu Tử Đình đã có những phân tích của riêng mình và sau đây là phần chuyển ngữ chương trình trên kênh riêng của ông. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên di con xuất hiện trên chiến trường. Theo phóng sự của CNN, ngày 7 tháng 2 năm nay, Nga đã lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn siêu thanh di con để tấn công thủ đô ký của Ukraine. Việc nhận dạng và các dấu hiệu trên các mảnh vỡ có thể khẳng định các mảnh hỏa tiễn có nguồn gốc từ Zircon. Vào ngày 24 tháng 3, Nga đã phóng hai hỏa tiễn siêu thanh Zircon về phía Kyiv và Ukraine đã phóng bốn hỏa tiễn Patriot để đánh chặn chúng. Các mảnh vỡ của Zircon bị đánh chặn đã được đăng trên mạng. Chúng ta có thể thấy rõ số kiểu của hỏa tiễn là 3M22 là mẫu hỏa tiễn Zircon của Nga. Hỏa tiễn siêu thanh Zircon Zircon là vũ khí siêu thanh mới nhất hiện đang được Nga sử dụng. Nó có tốc độ rất cao và hiệu suất tuyệt vời. Trong cuộc thử nghiệm bay, Zikon đã tốc độ bay Mach 8. Năm 2019, Tổng thống Nga Putin cho biết hỏa tiễn này có thể tăng tốc lên Mach 9 và tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ trong phạm vi 100 km. Vào tháng 1 năm 2020, Zikon đã được thử nghiệm lần đầu tiên từ khi ngạm đô đốc Goskov ở biển Baren đánh trúng mục tiêu ở phía bắc Uran với tầm bắn hơn 500 km. Vào tháng 10 năm 2020, đô đốc Voskov lại phóng di con từ biển Bắc đánh trúng mục tiêu trên biển ở biển Baren, cách đó 450 km. Có thông tin cho rằng nó đã đạt tốc độ mát 8 và độ cao đạt 28 km. Trong những năm tiếp theo, di con đã được bắn thử thành công nhiều lần. Thậm chí, vào năm 2021, Nga còn tuyên bố tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk đã phóng hỏa tiễn này ở biển Baren và bắn trúng mục tiêu. Nói cách khác, Trước khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, loại vũ khí hoàn toàn mới này đã được thử nghiệm thành công trên nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân, đánh trúng mục tiêu cách xa ít nhất 500 km và bay với tốc độ mát 8 đến mát 9. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, ông Putin tuyên bố trong một bài phát biểu tại Saint Petersburg rằng hạm đội Biển Đen sẽ được trang bị hỏa tiễn siêu thanh chống hạm Zikon trong vài tháng tới. Vào tháng 1 năm 2023, Zikon được khai triển lần đầu tiên trên tàu đô đốc Goskop. Hiện tại, có vẻ như Zikon là hỏa tiễn mới nhất được Nga phát triển và có thể phóng từ tàu chiến ngầm. Zikon có lẽ cũng thực sự đã được phóng từ tàu đô đốc Goskop, là tàu khu trục loại 22350 của Nga với lượng dạ nước đầy tải 5.400 tấn, được trang bị hệ thống phóng 32 hỏa tiễn phòng không thẳng đứng và 16 ống phóng thẳng đứng đa năng của hệ thống phóng có thể được sử dụng để phóng hỏa tiễn chống hạm Zikon. Hiện tại, chỉ có 3 chiếc đô đốc Goskop và tàu khu trục đang phục vụ. Tất cả đều thuộc hạm đội phương Bắc của Nga. Hiện tại hạm đội Biển Đen không có tàu chiến và bệ phóng có khả năng mang hỏa tiễn siêu thanh Zikon. Hạm đội phương Bắc có trụ sở tại Musman của Nga. Nếu Nga phóng hỏa tiễn hành trình Zikon, khoảng cách gần Ukraine nhất là Biển Trắng hay Bạch Hải, một vịnh nhỏ thuộc biển Baren của Nga. Khoảng cách theo đường thẳng từ địa điểm này tới Kyiv là 1.500 km, Khoảng cách này thực sự rất xa. Một khả năng khác là con có thể được phóng từ Crimea và Nga đã khai triển hệ thống phóng trên đường bộ. Trên lý thuyết, hỏa tiễn con rất tốt, vậy câu hỏi đặt ra là làm sao một hỏa tiễn siêu thanh với tốc độ Mach 9 và tầm bắn 1.000 km như vậy lại có thể bị Ukraine đánh chặn. Hai lý do khiến con bị Patriot bắn hạ là vũ khí siêu thanh, Zircon có ưu điểm tương tự hỏa tiễn hành trình, đó là nó có thể thay đổi quỹ đạo bất cứ lúc nào, không còn dựa vào quỹ đạo Parabol như hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa nó và hỏa tiễn hành trình, đó là nó không thể bay gần mặt đất. Hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ, Neptune của Ukraine và hỏa tiễn chống hạm Harpoon của Mỹ đều là hỏa tiễn hành trình cận âm, tuy chậm hơn nhưng có thể bay về phía trước ở độ cao rất thấp. Ví dụ như hỏa tiễn Neptune đánh trúng xoáy hạm Moscow, nó có thể chỉ bay cách mặt nước từ 10 đến 20 mét điều này mang lại lợi ích rất lớn do trái đất có độ cong nên từ xa rất khó phát hiện hỏa tiễn bay gần mặt nước hay mặt đất tuy nhiên tất cả các hỏa tiễn siêu thanh đều không thể bay gần mặt đất có rất nhiều nguyên nhân càng gần mặt đất thì mật độ không khí càng lớn lực cản bay càng lớn không những chúng không phù hợp với điều kiện làm việc của động cơ hỏa tiễn mà chúng cũng rất khó tăng tốc lực cản lớn hơn sẽ sinh ra ma sát và sinh nhiệt lớn từ đó đặt ra yêu cầu cao hơn về vật liệu hỏa tiễn Ngoài ra, bay sát mặt đất với tốc độ siêu thanh sẽ tạo ra nhiễu loạn với môi trường xung quanh, khiến hỏa tiễn mất kiểm soát. Vì vậy, hỏa tiễn siêu thanh thường bay ở độ cao hơn 10 km hoặc thậm chí 20 km. Chúng ta có thể xác nhận điều này thông qua các cuộc thử nghiệm ở Hoa Kỳ và Nga. Ví dụ như máy bay siêu âm không người lái X43 của Hoa Kỳ do NASA phát triển, rõ ràng đây là một dự án hàng không vũ trụ chứ không chỉ là một dự án hàng không đơn thuần. Chuyến bay siêu thanh đầu tiên của X-43 diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2004. Khi đó, một chiếc X-43 đã bay ở độ cao 95.000 feet trong 11 giây và đạt tốc độ mắt 7. 95.000 feet tương đương với 28.000 mét, tức là 28 km. Nó bay ở độ cao 28 km so với mặt đất. Ngày 7 tháng 10 năm 2020, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerisimov tuyên bố Nga đã phóng di con từ biển Bắc và bắn trúng mục tiêu trên biển cách đó 450 km. Tốc độ bay của nó đạt Mach 8 và độ cao là 28 km. Vì vậy, nếu lấy dữ liệu thử nghiệm của Mỹ và dữ liệu thử nghiệm của Nga, thì ngay lập tức có thể thấy độ bay cao tối ưu của động cơ hỏa tiễn siêu thanh phải là 28 km. Vì vậy, điều này sẽ gây ra một vấn đề. Mặc dù hỏa tiễn siêu thanh có tốc độ rất nhanh và có thể thay đổi quỹ đạo, giống như hỏa tiễn hành trình, nhưng độ bay cao của nó vẫn rất cao, đồng nghĩa với việc khi nó đến gần Ukraine, thì radar của Mỹ được Ukraine sử dụng có thể phát hiện mục tiêu. Chỉ cần có thể tìm được mục tiêu, chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Điều đáng sợ nhất là những hỏa tiễn đó lèn vào mà không ai để ý, nếu không biết thì không có cách nào ngăn chặn được. Đây là lý do quan trọng, việc không phát hiện ra khiến Neptune có thể đánh chìm tàu Moskova và hỏa tiễn hành trình Tomahawk có thể tấn công nhiều cơ sở quan trọng ở Iraq. Một yếu tố nữa là mặc dù tốc độ bay của hỏa tiễn có thể đạt mắt 8 đến mắt 9 trong hành trình, nhưng khi hỏa tiễn hạ độ cao, tốc độ sẽ giảm khi mật độ không khí tăng lên, nên tốc độ hỏa tiễn có thể không đạt mắt 8, nó có thể giảm xuống mắt 4 hoặc mắt 5. Lúc này, việc đánh chặn không còn khó khăn nữa. Chúng ta hãy xem báo cáo của Defense Express, trong đó đề cập rằng Mặc dù Zircon bay rất nhanh trong giai đoạn hành trình, nhưng tốc độ của nó khi kết thúc chuyến bay chỉ là mát 4,5. Vì vậy, mặc dù Zircon rất nhanh, nhưng Ukraine có thể phát hiện hỏa tiễn đang bay với tốc độ chặn cuối của Zircon không nhanh như vậy. Lúc này, Ukraine có thể phóng Patriot để đánh chặn. Ngay cả khi Patriot không thể đánh chặn được nó, họ vẫn có thể bắn hạ Zircon bằng cách bắn thêm vài phát nữa. Kết quả thực tế cuối cùng là hai hỏa tiễn tầm cao Zircon do Nga phóng đã bay cả nghìn km với tốc độ Mach 7 hoặc Mach 8 và cuối cùng bị Patriot đánh chặn trên bầu trời ký Hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc cũng có thể bị đánh chặn. Chúng ta cần biết rằng trong mắt nhiều người, hỏa tiễn Patriot của Mỹ là vũ khí cũ từ 30-40 năm trước. Mỗi lần Đài Loan mua một chiếc Patriot, dù là phiên bản cập nhật hay hỏa tiễn Patriot 3, luôn có một số người bàn tán về việc tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nhiều vũ khí cũ mà người Mỹ không cần nữa Câu trả lời rất đơn giản, rằng hệ thống Patriot già nua của 40 năm trước không chỉ có thể đánh chặn hỏa tiễn siêu thanh Dagger và hỏa tiễn đạn đạo Iskander, mà còn có thể đánh chặn vũ khí siêu thanh Zikon vừa được đưa vào sử dụng ở Nga. Trong một hoặc hai thập niên qua, Trung Quốc đã liên tục phát triển nhiều loại hỏa tiễn đạn đạo và vũ khí siêu thanh như Đông Phong 21, Đông Phong 26 và Đông Phong 17, Đông Phong 100. Trong mắt nhiều người, miễn là Hoa Kỳ dám đến gần eo biển Đài Loan, thì tất cả vũ khí trang bị này sẽ đánh bại Mỹ. Sự phát triển hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc tương đối muộn và trình độ kỹ thuật luôn được kế thừa từ Nga và Liên Xô. Lấy hỏa tiễn siêu thanh Zikon vốn sử dụng công nghệ động cơ Scram làm ví dụ, Trung Quốc vẫn đang tụt hậu so với Nga và Mỹ và hiện không có vũ khí tương tự như hỏa tiễn siêu thanh Zikon. Gần đây nhất có thể là hỏa tiễn trường kiếm 100, nhưng hỏa tiễn này sử dụng động cơ phản lực đốt sau nên tốc độ và hiệu suất của nó không thể so sánh với con Thông qua cuộc chiến ở Ukraine, về cơ bản chúng ta có thể kết luận rằng huyền thoại về hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Kinh đã tan vỡ. Nếu hỏa tiễn Dagger, hỏa tiễn Iskander và con của Nga còn không thể tránh được Patriot của Mỹ, thì có lý do gì để tin rằng Đông Phong 17, Đông Phong 21 và Đông Phong 26 không thể bị đánh bại? Hơn nữa còn có rất nhiều hệ thống đánh chặn khác của Mỹ cũng rất hiệu quả như THAAD, Standard 3 và Standard 6. Thưa quý vị, bài phân tích và bình luận vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tổng hợp của DKN News. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.